Chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình đi pick ở cái mương cạn này. Hy vọng là sẽ được nhiều cá cho mọi người xem. Cá rô, rô đồng đây. Rô đồng đây mọi người. Rô phi. Cá rô. Rô béo chưa? Hay là rô ta? Rô đồng ấy. Này, rô béo chưa? Rô phi. Ui giời, các rô phi nổi trắng. Nhiều chưa? Một chú à. Hai chú à. Ba chú à. Chú N5.
nữa đây chạy mất rồi. Ôi con gì đây? Zofi. Úi giời. Cá nó dồn về nhiều quá. Toàn Zofi thôi. Ôi con giếc. Giếc đồng to chưa? Nấu lắm được cá giếc. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi. Chạy kinh quá. Giếc ngon cho mọi người. Ôi giời, hai con giếc liền này. Hai con cá giếc nhỉ. Giếc đồng đây. Rô phi. Ta rồi. Hai con liền. Rô đồng đây. Giếc à. Úi giời, úi giời. Chạy như trong ao. Ôi, nó có giếc không à?
Ôi là cái rô nữa đây, rô ta. Cá rô ta. Ui cá giếc ngon quá. Ui rô ta. Rô ta. Vừa giếc vừa rô. Ôi con rô. Úi giời, rô to, rô to. Con này to, bắt được. Đây. Giếc đây. Ui, nhiều quá không nhìn thấy gì luôn. Cứ lúc búc ở dưới. Rô phi đấy. À, rô ta đây rồi. Rô cụ đây. Còn nữa này, ui nhiều thế nhỉ. Hai em liền. Úi giời. Chạy. Toán loạn lên, không biết đâu mà làm. Úi cái giếc to. Giếc đồng to chưa nào. Giếc béo không?